Xin chào cả nhà, xin chào các bác. Hôm nay bên em về một chiếc đồng hồ của Seiko. Chiếc này có thiết kế khá là đẹp và nó nhỏ. Sẽ dành cho những bác nào mà tay bé đang tìm một chiếc đồng hồ của Seiko, một chiếc đồng hồ có bộ máy 4R bền bỉ chính xác này, kính sapphire, và đặc biệt là size nó nhỏ. Đây là có 38,9 thôi, tức là khoảng tương đương gần 39. Chiếc này nó sẽ rất là ok cho các bác. Chiếc này thì không có hộp. Bác nào quan tâm thì có thể vào website đồng hồ quang lâm.com bên em để đặt hàng, hoặc là click vào đường link em để phía dưới của video để các bác có thể đặt hàng chiếc này. Chiếc này thì chỉ có hơn 4 triệu thôi, một cái giá rất là ngon bổ rẻ cho một chiếc đồng hồ dòng 4R của Seiko, made in Japan và kính sapphire. Thì các bác có thể thấy là đây là một chiếc đồng hồ có mặt dial, nó nhìn nó khá là trang nhã và lịch sự. Với góc 12 giờ thì chúng ta có logo nổi của Seiko này. Góc 3 giờ thì chúng ta sẽ thấy có ô lịch ngày và lịch thứ. Đây là Getsuyobi Yobi là thứ hai, nó có lịch Nhật, có cả lịch tiếng Anh đấy các bác ạ. Đây để em chỉnh cho lịch tiếng Anh xem nào. Đó, đây là tiếng Anh này. Đây là tiếng Nhật. Đó. Và có ở góc 6 giờ thì chúng ta có dòng chữ Automatic và chữ Made in Japan 4R36. Trước này thì có một bộ cọc số La Mã 1, 2, 3, 4 đến tận 12 là đều cọc số La Mã. Góc số 6, 9, 12 thì họ làm to bản để chúng ta thấy là nó nổi bật hơn. Thế còn bộ kim thì nhìn nó giống như bộ kim nung xanh. Nó khi mà nó phản xạ ánh sáng vào thì nhìn nó rất là tuyệt vời. Chiếc này thì tại sao lại có cái giá rẻ hơn 4 triệu một chút, là bởi vì thế này. Chiếc này là mặt kính sapphire, tuy nhiên thì nó có một cái vết xước ở chỗ này này các bác này. Ở góc 6 7 8 góc 8 giờ. Đó, góc 8 giờ thì các bác sẽ thấy là nó, nếu mà soi soi to lên ấy, thì nó có một cái vết xước như thế này ở góc 8 giờ này. Đó. Thế còn lại là chủ yếu các chỗ khác là đều có xước răm thôi chứ không có xước to. Mà khi mà nhìn xa đấy chỉ soi kỹ thì mới thấy thôi, chứ còn bình thường mà chúng ta đeo thì chúng ta không nhìn rõ. Hoặc là bác nào mà muốn đẹp hơn thì các bác về có thể mang ra cửa hàng nào đấy họ spa lại cho thì nó lại hết được các cái xước răm này. Thế còn nhà em thì sẽ bán hàng thô như này cho các bác nhé. Trước này thì nó là hàng Nhật nội địa made in Japan và sử dụng máy caliber là 4R36, với đầy đủ các cái chức năng, như là một chiếc đồng hồ Daily Watch, đó là dừng kim giây khi rút núm chỉnh giờ, có cót tay và có tích cót cho chúng ta 40 giờ với 21.600 tần số dao động. Đó. Con này là bao nhiêu chân kính đây? 24 chân kính các bác nhé. 21.600 tần số dao động và 40 giờ tích cót, bản Made in Japan, top sapphire crystal, tính kính sapphire này. Độ chống nước của chiếc này là 100M. 4R36 Made in Japan. Chiếc này khá là đẹp và nó nhỏ, và cái này cũng không có hộp, nó chỉ có mỗi cái đồng hồ không này thôi các bác nhé. Mắt thừa cũng không còn, cho nên là chiếc này nó sẽ chỉ dành cho những bác nào mà tay 15, 16 nhỏ nhỏ thì đeo thì sẽ rất là đẹp. Còn bác nào vẫn thích chiếc này thì có thể sử dụng kỵ dây da, vì mặt trắng thì đeo dây da nó khá là ổn. Đó. Thì chiếc này nhà em đang có một chiếc duy nhất vừa mới về. Nó có bị lỗi một tí là ở góc 8 giờ nó có cái xước như vậy thôi. Cho nên là nó sẽ có giá là chỉ nhỉnh 4 triệu một chút xíu. Đó. Bác nào quan tâm chiếc này thì hãy liên hệ với lại bên đồng hồ Quang Lâm. Bác có thể click vào đường website đồng hồ Quang Lâm.com hoặc là click vào đường link em để phía dưới của video để các bác có thể đặt mua chiếc này. Đó. Chiếc này thì về máy dòng máy 4R thì nó cũng ngang hàng với các cái dòng máy 4R khác. Với đầy đủ các chức năng, ví dụ như là các cái nâng cấp so với lại dòng 7S, ví dụ như là Magic Lever là cơ chế lên dây hai chiều, là cái rotor này của chúng ta nó quay theo chiều nào thì nó cũng lên cót. Đó. Cái thứ hai nữa là cái dây cót của cái này đã được làm bằng hợp kim Spron 100, tăng độ bền và tăng khả năng tích cót lên hơn 41 giờ tích cót. Đó. Rồi ngoài ra thì còn các cái cơ chế căn chỉnh Etatron nữa cũng được tích hợp trên chiếc đồng hồ này rồi. Với những thông tin bên trên thì hy vọng các bác sẽ liệt đem này vào một trong số những cái sự lựa chọn của mình. Với chỉ hơn 4 triệu, chúng ta có một chiếc đồng hồ dòng 4R bảo hành 1 năm tại bên cửa hàng bên em. Tất cả chỉ có xước răm linh tinh rất là nhỏ thôi, không có nhiều.
Đặc biệt là góc 8 giờ thì chúng ta có một cái xước góc 8 giờ đâu ấy nhỉ? Đây đây đây. Đó, cho các bác nhìn kỹ lại nhé. Đó, chỉ có chỗ này thôi nhé. Đấy, còn lại thì các chỗ khác thì không có gì. Đấy, còn khi mà chúng ta đeo thì chúng ta cũng chả nhìn thấy. Đấy, các bác đấy thì có như vậy, các bác có gì thì hãy liên hệ với bên em để đặt mua chiếc này nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.